ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mơ để có bệnh nguyên, không nguyên như lời ta đã hứa trước đây. Mọi người có thấy là da của Hồng Loan hiện tại là rất là căng bóng nè, mềm mại nè, trắng sáng hơn nữa. Da của Loan bây giờ á, nếu mà nhìn gần á, mọi người vô thích lắm, như là da em bé vậy đó. Lỗ chân lông hầu như là xe rất là nhỏ luôn, không còn thấy lỗ chân lông nữa nè, cả nhà có thấy không? Thích lắm luôn nha cả nhà. Bây giờ là Loan á, có thể tự tin ra đường với gương mặt mọc luôn, không cần trang điểm luôn. Da vẫn hồng hào nè, mịn màng nè, căng bóng nha mọi người. Nếu mà ai muốn tạo một làn da như em bé giống Loan thì hãy đến BB Thanh Mai để trải nghiệm giống như Loan nha.